Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh BQ Thành Vlog. Đã rất là lâu rồi, hôm nay mình mới quay trở lại quay cái kênh này cùng với các bạn trong team của anh BQ Thành. Nhưng mà mình sẽ phải ghi dấu ấn của cái sự quay trở lại của mình một cách rất là đặc biệt chứ không thể nào mà bình thường được. Nên là hôm nay mình đã đến đây từ rất là sớm, nói chung là rất là sớm. Các bạn có thể xem ở cửa hàng của anh BQ Thành còn chưa hề bật đèn luôn. Đó, sớm lắm. Thấy chưa? Uy tín chưa? Và tất nhiên rồi, mình sẽ xuất hiện với một cái thử thách dành cho tất cả các bạn trong team của anh BQ Thành. Mình đã viết một cái bức thư này các bạn ạ. Mình sẽ đọc cho các bạn nghe bức thư của mình nha. Xin chào, mình là Ốc Cute đây. Really nigga? Cùng chơi trốn tìm và giành phần thưởng iPhone 15 Pro Max. Các bạn không nghe nhầm đâu, chính xác nó là iPhone 15 Pro Max ấy. Bởi vì là mình phải chơi lớn mà, mình đã order tận bên bển về một chiếc iPhone rất xịn sò và thậm chí nó còn chưa có mặt ở trên thị trường luôn. Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm một cái vị trí để mình có thể đặt cái bức thư này trong cái văn phòng của anh BQ Thành để làm sao cho tất cả các bạn có thể đến và ngay lập tức nhìn thấy bức thư này và thực hiện thử thách của mình luôn nha. Ta-da! Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một cái vị trí nào đấy ở trong cửa hàng của anh BQ Thành để làm sao cho mọi người đến và mọi người phát hiện ra ngay cái bức thư của mình nha. Các bạn có thể thấy là mình có rất là nhiều những cái ô để mà anh BQ Thành trưng bày sản phẩm bán hàng á. Nhưng mà mình nghĩ là ở những cái ô như thế này thì rất là khó để tìm, bởi vì mọi người khi mà đi vào thì sẽ đi thẳng vào trong và lên văn phòng luôn, nên là sẽ không có đi qua đây và nhìn kỹ vào từng ô cửa được á. Nên là mình sẽ xem ở đây được không? Chỗ này là chỗ bọn mình hay để những cái súng nép, bọn mình quay video á. Các bạn nào mà muốn xem những cái video về súng nép thì có thể tìm lại các video cũ trên kênh của anh BQ Thành. Kênh này này các bạn, kênh BQ Thành Vlog nha. Oh my god, mình không biết là để đâu. Ở đây có một cái điểm nhấn rất là hay ho, đó chính là cái con Son Goku này, mình sẽ cho các bạn xem. Bạn nào mà follow kênh của bọn mình rồi á thì sẽ thấy là bọn mình có cái con Son Goku này rất là to. Nó cao nó khoảng hơn 2 mét cơ. Và nó đứng ở giữa cửa hàng luôn. Nên là mình nghĩ rằng nó sẽ là nơi phù hợp để có thể để bức thư này. Mình sẽ để nó ở đây. Ui, nó lại hợp lý luôn ấy, chuẩn luôn ấy. Đó, ở ngay bụng của con Son Goku luôn. Và mình sẽ gửi gắm thông điệp của mình ở trên cơ bụng 6 múi của anh Son Goku. Và các bạn hãy chờ đón những cái gì diễn biến tiếp theo xảy ra trong video ngày hôm nay nha. Nó sẽ là một cái trò chơi trốn tìm rất là hay. Và anh nhớ ấn like video, ấn đăng ký kênh cho bọn mình nha. See you. Ôi, sáng dậy sớm còn ngủ quá. Chẳng có giết đâu chị mà cọc cọc chứ mà co giờ thế. Ngày ngủ quá. Muốn ngủ tiếp rồi. Đến giờ đi làm rồi. Ơ nhưng mà thằng Bun đâu nhỉ? Hôm nay nó đi muộn, hôm nay nó lại đi muộn tiếp rồi. Trừ lương. Bạn phạt rồi. Trừ lương. Xem muộn mấy giờ rồi các? Mấy giờ đây? Cái đồng hồ đâu mà xem. Ôi ôi. Mình cũng đi muộn rồi. Thôi là cả quận rồi, đại Bun. Chí đừng nạp, anh chỉ cần nút mà. Ô, anh em đi làm sớm ấy nhỉ, đợi tôi với. Ôi, chờ quá. Tôi với. Bây giờ đi sớm thế nhỉ? Trừ lương. 5 nít, muộn rồi đây, sớm gì nữa. Lấy nhét vào pi nhá. Ôi giời, tiền phạt nhét vào pi. Các bạn cũng đến muộn mà, có phải với tôi đến muộn đâu mà. Ôi, anh em đi làm ấy nhỉ? Làm đi. Ôi, con Son Goku hôm nay đẹp trai ấy nhỉ? Đẹp trai như mình vậy các bạn. Đẹp trai, đẹp trai. Đẹp trai lai béc à? Đây mình là to thật sự. Ui, nó còn 6 múi à, 6 múi càng đét đẹp luôn. Cái tờ gì đấy? Cam. Ui, 6 múi à, càng đét. Ôi, xin chào, Ốc Cute đây. Cùng chơi trốn tìm và giành phần thưởng iPhone 15 của đúng không? Ô, chứ có mỗi tờ giấy này thì không luật chơi là gì nhỉ? Là sao nhỉ? Không ai phủ biết luật chơi làm sao mà biết được nhỉ? Anh anh Thành đi muộn nhá. Gì vậy? Chị ông ra trò chơi cho bọn em nhưng bọn em không biết luật chơi anh ạ. Chơi trốn tìm mà cũng không biết chơi. Rồi luật chơi là sẽ có 2 phút để cho một người nhắm mắt, còn 15 phút là người đấy sẽ bắt đầu đi tìm những người đi trốn. Đấy, và sau khi 15 phút đấy nếu mà người đi tìm mà không tìm được ai thì người đấy thua, còn nếu mà tìm được thì nhiều mà thì sẽ thắng. Còn nếu mà người trốn mà trốn lâu nhất thì cũng là người thắng. Wow, anh biết phần thưởng là gì chưa? Một chiếc iPhone 15 Pro Max đấy. Mới có iPhone 14 mà các em. Ôi trời ơi, chị ông chị mua được luôn, em không biết luôn. Chị ông trao thưởng cho bọn em mà. Thôi bọn em chơi cái đã. Ừ, thôi bọn em đi chơi đến 15. Ok nha. Thế ai là người nhắm mắt? Bên mới hoàn hoàn Lucy. À, ok nha. Nhớ là nhắm mắt trong vòng 2 phút mọi người phải đi trốn và người kia người đi tìm sẽ có 15 phút để đi tìm. Wow.
Okake. Người tìm thì tìm được thì thắng, còn người trốn mà trốn được thì thắng. Thế thôi. Trời. One, two, three, ra cái gì là ra cái này. Thế mình thua à? Mình thua. Ba. One, two, three, ra cái gì là ra cái này. Số cả rồi em ơi. Thôi cuối cùng em phải là người đi tìm à? Ừ. Thôi mọi người đi trốn đi nhá, để em 5:10, 15 nha. 5:10, 15 ở đây. 5:10 ở đây luôn đi. 5:10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 đâu hết rồi nhỉ? 75, 80. Buồn buồn tí nhá. Bảo buồn làm gian thế. Cắm mắt lại. 2 phút, nhanh lên, trốn. Nhanh lên. Nhanh lên. Em trèo lên nè. Thế đang đi tự nhiên đứng lại thế. Mặt việc thật đấy. Mắt. Này, thối thế nhở. Này cho cái. Nhanh, nó tìm thấy mình chết. À, có cái bảng đây. Chử vào đây xem có ký được nào. Hở rồi. Vẫn bị hở. Trốn đâu về nhỉ? Không có chỗ nào trốn. Kín để trốn nhỉ? Không vừa. Trốn ở đây thì rơi tìm. Được đấy, trốn chỗ này là hợp lý à. Đố tìm được ta. Ôi dồi ôi, phòng mình đây rồi. Tìm chỗ trốn. Chúng thấy bị nộ mất đây. Cho em vừa với. Ừ. Đây, em để cái úp đây này, úp cái đầu đây đi. Đấy. Trốn đây không được. Ê. Cũng không vừa chị. À, nhưng mà có chăn gối của ai này. Chỗ này đẹp thế. Giả chất chị đây. Chị nhìn này xong chị kìa, tàn điện đi. Chị cả thật giật không biết chị đấy. Ui trời, thế thì chị... Em lên tàu đây. Trời cả. Ui trời ơi, mình trốn ở đây chắc là thằng Bun không nhìn thấy đâu. Chỗ đẹp mọi người trốn hết rồi. Trốn đâu bây giờ? À phòng này. Một mình một chiến trường. Ồ. Đâu nhỉ? Úi, bẩn thế. Hay đây. Không được. Con thua. Thôi đi vào phòng này vậy. Được. Nhiều chỗ này không biết trốn đâu ta. Đây xem nào. Lộ chết. À, đây. Ok. Không được. Ui, rách. Không. À đây. Ui cái phòng này. Ui, nhiều đồ, dễ đổ vỡ thật sự. Đứng đây à? Không, đứng đây
Bun nó ngấy vào phát là chết luôn. Thế đây, sự lựa chọn cuối cùng. Năm mươi, 100, 200 phút thôi. Tôi để trốn lâu la mất thời gian thật đấy. Đóng cái cửa cái đã. Rồi bắt đầu đi tìm nhá anh em nhá. Không biết họ để trốn được đâu nhỉ? Quanh cái văn phòng này nhá. Mình tìm phát là ra luôn. Tôi để xem nào. Ở đây có ai không ta? Cốc cốc cốc. Có ai ở nhà không đấy? Ủa, không có ai đó. Ôi, khả năng đôi này trốn kỹ thật anh nhỉ. Mà đúng rồi, đội này thông minh phết. Ngu gì mà trốn ở dưới này. Khả năng chỉ có trên tầng mà thôi. Đi lên trên tầng xem có ai không, có ai không. Có ai không ta? Ui, có một con rán. Ui, nhưng mà đói quá. Mà xem tủ lạnh có cái gì ăn kìa đã. Tí tính tiếp. Ui, mì đà. Không ngon. Có cả chuối luôn này. Kiếm quả lòng ngon ngon thì ngồi ăn lành. Cái gì mình chả tìm mấy đội kia mà cứ ăn chuối đây đã, lấy sức. Chuối ngon. Ngon quá. Để xem mà. Kiếm tiếp. Hello, hello, có ai không ta? Có cái túi này à? Không có gì cả. Wow. Cái mùi thối chân này á, người ghét mới ghét ai luôn rồi. Cái mùi thối chân đặc trưng này chỉ có Quả Tuấn mà thôi. À, dép đây à? Người đâu? Dép đây thì người đâu? Quá, không có là sao nhỉ? Bắt được rồi, bắt được rồi. Con vợ này à, trốn à? Ấy, con vợ trốn nhưng mà trốn hơi ngu nhá, để dép ở ngoài chân thì thối. Cái mùi thối đặc trưng thì biết ngay rồi. Rốt nhỉ, rõ ràng chỗ trốn rất là kỹ. Này, mọi người, mình đã bắt được một bạn tên là Tuấn rồi. Mình thua rồi. Rồi, mình sẽ đi lên tầng xem tìm tiếp xem có ai không, dưới này chắc hết rồi. Phòng bí ý tưởng của mình. Mà khả năng trong nhà vệ sinh có đấy. Không có ai mọi người ạ. Đồ này dọa khôn phết. Bình thường toàn trốn nhà vệ sinh thôi. Thôi để cho bà trong phòng xem có ai không. Có ai ở đây không ta? Trỏi lại câu lượt có ai ở đây không ta? Ui, có Hookie Cookie các bạn ạ. Không biết có ai nữa không. Ui, có cả Doraemon ấy ghê luôn này. Đã thấy mình hóa thân thành Doraemon ế ghê. Đi tìm mọi người. À. Hello. Có ai đây không ta? Không có rồi. Nhưng mà cái đầu này ngột quá. Thôi bỏ đi. Mình tìm đầu thường của mình cho nhanh. Chắc chắn ở trong này, chắc chắn trong này luôn. Không sai đâu được. Wow. Không có à? À, độ này trốn thật kỹ rồi đấy. Cay thế nhở. Bạn ơi, bạn có thấy ai trốn trong này không? Có, bạn đây gì? Không có ai à? Quên mất mình đang tìm sang bên này đâu. Mình sẽ triệu hồi bạn thằn lằn này đi, sẽ làm bạn đồng hành của mình tìm mọi người. Wow. Có ai đây không ta? Ủa? Chân ai đây ta? Bạn ơi, cắn nó cái. Ôi dồi ôi. Cắn vào chân chị ạ. Ai ơi, ai ơi. À, chị Mơ à. Bắt được nha, chị đá vỡ mặt em luôn rồi. Đau quá. Chị đã bị bắt. Chị là người thứ mấy bị bắt?
Chị mới là người thứ hai sau Tuấn rồi. Ôi trời ơi. Cảm ơn ông bạn nha. Thôi, nhờ ông bạn mà tôi đã bắt được chị Bưởi. Lần này tôi sẽ nhờ ông bạn tiếp. Kiếm thêm còn ai nữa không? À còn ai nữa nhỉ? Còn Huy và Trang. Ừ, còn có 2 người nữa mà mình còn tận 10 phút nữa cơ mà. Easy. Ủa? Tự nhiên nghe phòng studio lại bật đèn sáng trưng thế này. Ui. Nhà vệ sinh thì bỏ qua thôi chứ trong này khả năng có ai rồi. Trốn đi bật đèn. Úi xời. Để xem nào. Trong mấy thùng này làm gì có được nhỉ? Hay là trong đội tip rồi nhỉ? Ta là tip đây. Píp 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 píp. Ui cất à, như thế thôi. Đội lịch trốn cũng kỳ đấy. Mommy long neck. À nhầm. Đây là con gì thế? À, Kissy Missy. Đi theo ta. Đây không có. Đây cũng không có luôn. Đây trốn chỗ nào được ta? Dưới ghế không có. Bề còn Huy Mê Trang. Hai đứa đều to như nhau. Thì mấy chỗ bé bé này làm sao mà thấy được vậy? Wow. Cả một rèm to thế này thì không có. Trốn kỹ thế ta. Ủa, hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Stop it. Get some help. Quấn dư mày ngất. Ủa, chân ai đây ta, chân ai đây ta, chân ai đây ta, chân ai đây ta. Bắt được rồi nha. Không, mình bắt được các bạn ạ. Mình mất iPhone 15 rồi. Huy xà lơ, Huy xà lơ. Mọi người ơi, mình đã bắt được bạn Huy xà lơ rồi. Còn bây giờ mình có mỗi bạn Trang xà lơ thôi. Mình còn tầng nào mình chưa tìm ta? Còn tầng lăn. Để lên xem đấy xem có không đấy nha. Ôi, mệt thế nhở, đội này trốn tầng cao dã man con ngan luôn đấy. Leo 4 tầng rồi lại còn phải tìm đội đấy nữa. Còn mỗi Trang này chắc chắn là trên tầng này rồi. Chạy đâu cho thoát được. Kìa, chắc chắn là kia rồi. Chạy đâu. Ui. Không có ở đây mọi người ạ, toàn bóng là bóng thôi. Mình tưởng trong chỗ bóng này nó vùi dập, nó nhiều bóng như này là Trang nó nằm ở dưới này chứ. Không có bóng, à nhầm, không có Trang. Ui, khoan đã. Thế rồi, mình còn có 5 phút để tìm Trang thôi. Không tìm được Trang thì Trang sẽ có iPhone 15 còn mình không có mất. Phải đi tìm gấp rút thôi. Ui mọi người, em tìm mãi không thấy cái Trang đâu mọi người ạ. Tìm quanh cả cái công ty này luôn rồi. Mới bắt được có 1, 2, 3 người. Thiếu mỗi cái Trang rồi. Thế sắp hết giờ chưa? Hết giờ à? Tận 15 phút đấy. Ui, còn có 3 phút nữa thôi chị ạ. Thế tìm nhanh lên, con ở đây chuyện. Ừ rồi, ơi. Ui chết rồi, 3 phút nữa không biết có kịp đúng đây. Ui. Rồi luôn con điện thoại 11 Pro Max của mình rồi. Ôi trời đất ơi, không tìm được Trang thì mình không có điện thoại dùng luôn rồi. Em điện thoại yêu dấu của anh ơi. Điện thoại đây. Bắt được cái Trang nha. Ủa khoan đã. Xem điện thoại mình có sao không đã. Anh nhắm chảy máu đầu em rồi em này. Ui. May quá, điện thoại không sao các bạn ơi. May quá cái đầu cái Trang còn đỡ rồi. Bắt được luôn. Lên đường em ơi. Em tưởng em thắng rồi chưa? Yes sir, mình là người chiến thắng các bạn ạ. Wow, ui, mình còn đúng 1 phút nữa thôi mà mình đã bắt được Trang rồi. Quá đẳng cấp luôn. Bây giờ mình sẽ gọi chị ấy để lấy thưởng thôi. Yes. Chị nghĩ là Bùn tìm thấy Trang đấy. Cũng không chắc đâu. Bùn ngu ngào ngơ tìm làm sao được Trang. Chẳng Bùn thì bảo ngáo ngơ. Trang khôn lắm, Trang trốn hơi kỹ ấy. Sao mà tìm được? Mọi người ơi, em bắt được cái con thịt lở ấy rồi. Con thịt lở trốn kỹ vết, trốn được trong gầm cầu thang luôn. Vừa nói xong. Anh Bùn anh nhắm thẳng cái điện thoại vào đầu. Ui, chẳng may em rơi thế là thấy luôn nó. Tuyệt vời. Chưa hỏng luôn. Nhưng mà chuẩn bị có con iPhone 15 nữa rồi. Mà nhận ở đâu nhỉ? Nhận kiểu gì nhận ta? Trời đêm qua nhỉ? Đây. Lúc nãy chị ốc về.
có dặn tôi là ai là người thắng thì sẽ được nhận được iPhone 15. iPhone 15 kiểu gì, mỏng như tờ giấy này hay là chức năng mới nhỉ? Ừ. Apple lại này đấy, chơi mới, lớn mới đấy. iPhone 15 thì mỏng dính. Ô, nhưng mà kéo mãi không lên. Em thử nhiếm nuôi xem nào. Vuốt 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 phê đi à? Quẹt lưỡi nó lên. Không nhận dạng. Quẹt lưỡi à? Điều đành Android. Android vân tay. Không lên luôn. Ui, bịp rồi, chị ốc bịp mình rồi. Ui, còn tách đôi nhựa Samsung thế này. Thế à, thử. Mở. Mở. Quẹt lưỡi lại lần nữa xem. Ui, không mở đâu, chị ốc lên rồi. Lên rồi. Rồi, 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 rồi. Ano. Toàn nghe thấy tiếng gì đâu ôi. Ôi. Đảo rồi. Chị ốc chơi đảo, chị ốc lừa mình. Chị ốc nhá, em biết chị lừa em đấy nhá, em cạch xít chị luôn. Tôi biết ngay rồi, từ buổi sáng đến thì tôi bảo tôi biết ngay là chôn rồi. Thôi, làm việc đây, không bị chết. Cái thật đấy. Lại là bị lừa, lại bị chôn. Nghi tự nhiên được iPhone 14 mất buổi sáng rồi. Thôi đi làm việc đi.